Chào các bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn cái vấn đề là làm sao để các bạn làm được kế toán tổng hợp cho một công ty. Thì cái vấn đề mà để làm kế toán tổng hợp cho một công ty này là thường thường cái công ty này nó cũng tương đối là lớn, có nhiều kế toán, trong đó trưởng bộ phận là kế toán trưởng, dưới kế toán trưởng là kế toán tổng hợp, dưới kế toán hợp là những kế toán viên, được không? Thì bây giờ các bạn được bầu lên làm kế toán tổng hợp thì các bạn phải có những cái kỹ năng nào để làm được, được chưa? Thì đầu tiên á thì các bạn phải biết được cái mục tiêu cuối cùng của cái người làm kế toán tổng hợp ở đây á, là các bạn phải xử lý được những cái tình huống nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra trong công ty của mình. Tức là cái tình huống nào về kế toán, về thuế các bạn đều xử lý được hết. Như vậy cái kiến thức về kế toán và thuế các bạn phải vững, được chưa? Rồi phải biết cách kiểm tra kế toán từng phần hành của các bạn trong phòng kế toán. Mục tiêu cuối cùng nha, mình phải biết cách kiểm tra kế toán từng phần hành trong phòng kế toán của mình. Như vậy làm sao các bạn muốn mà kiểm tra được người ta thì các bạn phải giỏi hơn người ta, và các bạn đã kinh qua những cái công việc này rồi, được chưa, thì người ta mới nể được. Các bạn làm kế toán tổng hợp các bạn phải bao quát được những cái công việc của kế toán từng phần hành người ta đang làm, để các bạn kiểm tra xem người ta làm đúng hay sai để các bạn chỉnh lại, ok. Và phải làm được báo cáo tài chính cũng như là các loại báo cáo thuế, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, phải biết làm, cũng như là các báo cáo khác theo yêu cầu từ kế toán trưởng, vì kế toán trưởng sẽ là người đi họp trực tiếp với lại ban giám đốc, được chưa? Mình phải làm theo từng cấp như vậy. Và cái vấn đề nữa là trong quá trình mình làm á, mình làm trực tiếp mà kế toán trưởng đâu có làm trực tiếp đâu, nên mình sẽ đề xuất với lại kế toán trưởng những cái vấn đề mà nó đang còn tồn đọng ở trong phòng kế toán của mình, để làm sao phòng cải tiến phòng kế toán của mình càng ngày nó càng hoạt động hiệu quả hơn. Thì thứ nhất á, là các bạn đang quản lý kế toán viên mà, tại vì kế toán trưởng rồi mới đối dưới là kế toán tổng hợp, rồi kế toán tổng hợp bên dưới nó là những kế toán từng phần hành, được không? Thì các bạn sẽ quản lý trực tiếp những cái bạn kế toán đó. Thì các bạn phải làm sao xem lại coi mình sắp xếp lại cái nhân sự phòng kế toán về cái phân công công việc, mình xem phòng kế toán mình hiện tại có 3 người đã phù hợp hay chưa, được chưa? Cũng như là chúng ta đề xuất cách làm sao cho phù hợp quy định của kế toán và quy định của thuế, đề xuất ban hành những cái quy trình quy định của công ty mà liên quan trực tiếp tới cái vấn đề kiểm tra chứng từ của phòng kế toán, được chưa? Ví dụ như quy trình bán hàng, quy trình mua hàng, quy trình bán hàng, quy trình về tạm ứng và hoàn ứng đã có chưa? Nói chung là những cái quy trình mà nó phát sinh tại công ty của mình á, tức là tại công ty của mình nó có phát sinh những cái nghiệp vụ đó mà nó chưa có quy trình quy định thì chúng ta không thể nào chúng ta kiểm soát được chứng từ, thì chúng ta phải đề xuất với lại kế toán trưởng ban hành, tại vì chúng ta không thể nào vượt cấp được, chúng ta đề xuất kế toán trưởng và kế toán trưởng sẽ làm sao đề xuất lên cấp trên. Nhưng mà trước mắt á thì chúng ta phải ban hành những cái quy trình quy định tại phòng kế toán của mình đã, để cho phòng kế toán của mình nó có cái để mà nó làm. Ví dụ như là quy định về cách lưu chứng từ, quy định về sử dụng phần mềm, quy định về đặt mã, quy định về kiểm kê, quy định về đối chiếu công nợ, quy định về cách hạch toán kế toán của từng nghiệp vụ phát sinh cho công ty. Tức là tại phòng ban của mình phải có những cái quy trình quy định riêng cái phòng của mình, để cho tất cả những cái bạn người ta biết cách làm, biết cách lưu chứng từ. Còn những cái quy trình quy định của tất cả các phòng ban khác á thì mình sẽ hoàn thiện theo thời gian, được chưa? Bên trên đó là bốn cái nội dung chính, mà bốn cái mục tiêu cuối cùng của một người làm kế toán tổng hợp các bạn, được chưa? Rồi như vậy để làm được bốn cái vấn đề trên á thì chúng ta sẽ trình tự làm như sau nữa các bạn. Thì chúng ta là muốn làm được kế toán tổng hợp thì như tôi đã nói á, là các bạn phải kinh qua được
phải làm qua được tất cả các kế toán từng phần hành trong công ty của mình. Được chưa? Tức là trong phòng kế toán của mình á, là nó bao gồm có kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thanh toán, kế toán hàng tồn kho, kế toán tiền lương, kế toán công nợ phải thu, phải trả, kế toán bán hàng, vân vân. Chúng ta phải kinh qua hết thì từ đó chúng ta mới được lên làm kế toán tổng hợp. Còn chúng ta chưa làm qua, chưa kinh qua thì chúng ta sẽ làm sao? Chưa thể nào làm kế toán tổng hợp được. Vì cái phần hành đó chúng ta chưa làm thì chúng ta chưa thể nào mà chỉ cái người đó làm. Cái gì mà chúng ta làm rồi thì chúng ta mới chỉ người ta làm được. Hiểu không? Như vậy muốn làm được kế toán tổng hợp là chúng ta phải kinh qua kế toán từng phần hành trong công ty của mình. Tức là trong công ty của mình nó có 5 kế toán viên thì kế toán tổng hợp phải kinh qua từng vị trí đó cái đã. Được chưa? Rồi. Và chúng ta biết cách vào phần mềm để soát xét lại nghiệp vụ của kế toán từng phần hành, xem có sai sót gì không để hướng dẫn các bạn sửa lại, cho các bạn rút kinh nghiệm để cho nó hoàn chỉnh, hạn chế vấn đề sửa sau này. Thứ ba đó là cuối mỗi tháng các bạn vào phần mềm xem những cái nghiệp vụ cuối tháng mà kế toán từng phần hành phụ trách đó đã hạch toán đầy đủ chưa, để thúc giục người ta hạch toán cho xong. Ví dụ như là kế toán tiền lương thì phải hạch toán tiền lương cái khoản chính theo lương, được chưa? Kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước thì xem người ta đã phân bổ hay chưa. Đó, như vậy là cuối tháng mình phải vào phần mềm mình xem những cái bạn kế toán từng phần hành đã hạch toán nghiệp vụ đủ hay chưa. Sau khi đã kiểm tra xong nghiệp vụ kế toán từng phần hành rồi thì kế toán tổng hợp sẽ hạch toán vào sổ sách những cái nghiệp vụ mà kế toán từng phần hành khác người ta chưa làm. Ví dụ như các trường hợp như sau nè: hạch toán nghiệp vụ về bù trừ giữa VT đầu vào và VT đầu ra. Nếu mà trong công ty của mình không có bạn làm về thuế, nếu mà công ty của mình có một bạn làm chuyên về thuế thì bạn đó sẽ hạch toán cái nghiệp vụ này. Hạch toán nghiệp vụ tiền lương và các khoản chức theo lương. Nếu mà công ty chúng ta không có bạn kế toán làm tiền lương và các khoản chức theo lương thì kế toán tổng hợp sẽ hạch toán cái nhiệm vụ này. Hạch toán phân bổ 242 và chích khấu hao. Nếu công ty chúng ta mà không có bạn chuyên phụ trách về kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước thì kế toán tổng hợp sẽ làm. Hạch toán nghiệp vụ tập hợp chi phí và tính giá thành. Nếu công ty chúng ta không có bạn phụ trách về kế toán tính giá thành thì kế toán tổng hợp sẽ làm. Nghiệp vụ lập dự phòng, hàng tồn kho, công nợ phải thu, đầu tư chứng khoán cũng như là dự phòng đầu tư dài hạn thì kế toán tổng hợp sẽ làm cái nghiệp vụ này. Nghiệp vụ đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm của tài khoản có gốc bằng ngoại tệ thì kế toán tổng hợp sẽ làm, sẽ kết hợp với lại kế toán từng phần hành ai phụ trách thì hướng dẫn cho người ta làm. Còn nếu không hướng dẫn thì các bạn kế toán tổng hợp làm luôn. Như vậy nó rất là linh động nha, chứ không phải là cứng ngắc đâu. Miễn sao là hạch toán vào trong sổ sách đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, những mình đã phân công cho kế toán phần hành người ta đã làm những cái gì rồi thì phần còn lại người ta chưa làm thì các bạn sẽ làm. Rồi, chúng ta xem doanh thu và chi phí đã hạch toán đúng năm hay chưa, doanh thu chi phí năm nào ra năm đó. Ví dụ như khoản lãi cho vay, khoản lãi đi vay, tiền thuê nhà đã hạch toán chưa? Được chưa? Rồi chúng ta sau khi chúng ta đã thực hiện hết tất cả những nghiệp vụ trong sổ sách rồi thì chúng ta thực hiện cái nghiệp vụ kết chuyển từ loại 5 tới loại 8 và tài khoản loại 9 để xác định công ty lời lỗ và đóng thuế. Được chưa? Ok chưa? Sau khi thực hiện nghiệp vụ cuối tháng, cuối quý, cuối năm xong thì kế toán tổng hợp tiến hành làm sao? Yêu cầu kế toán từng phần hành sử dụng những cái thủ tục để khẳng định lại cái số dư của những tài khoản mà mình phụ trách đã đúng hay chưa. Được chưa? Tức là kế toán từng phần hành á, ví dụ như là mình làm kế toán thanh toán thì mình theo dõi tài khoản 111 và 112 thì cuối mỗi tháng xem cái tài khoản 111 đã khớp với lại sổ quỹ hay chưa, đã khớp với lại két sắt hay chưa, tiền gửi ngân hàng đã khớp với lại sổ phụ của từng ngân hàng hay chưa, kế toán công nợ đã gửi thư xác nhận hay chưa. Được chưa? Kế toán thuế thì đối chiếu giữa sổ cái với lại những cái tờ khai mà đã nộp cho thuế hay chưa, nó đã khớp chưa. Như vậy là làm sao?
Khi mình đã thực hiện những nhiệm vụ cuối tháng rồi thì kế toán từng phần hành phải có trách nhiệm kiểm tra lại những cái tài khoản số dư mà mình phụ trách đó, xem có đúng hay không. Rồi được chưa các bạn? Nếu mà không có ai làm thì kế toán tổng hợp sẽ làm cái bước này luôn. Được chưa? Sau đó thì kế toán tổng hợp sẽ tính ra cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để hạch toán nghiệp vụ. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là hạch toán cái nghiệp vụ đây nè. N8211 có của gì? Rồi được chưa các bạn? Rồi. Sau khi mà hạch toán nghiệp vụ này xong rồi nè, thì kế toán sẽ vào phần mềm xuất cái bản cân đối phát sinh ra xem có sai sót gì không để nhắc nhở kế toán từng phần hành sửa lại. Rồi được chưa? Thứ bảy, sau khi bản cân đối phát sinh đã kiểm tra xong thì tiến hành lập báo cáo tài chính trong phần mềm kế toán luôn. Tức là khi mà chúng ta làm phần mềm á, thì phần mềm sẽ lập được cái báo cáo tài chính cho mình. Nhưng mà báo cáo tài chính á, thì thường thường á, là bản cân đối kế toán á, và lưu chuyển tiền tệ nè. Hai cái bản này á, thường thường nó lập sai, nó lập không cái đúng. Nên chúng ta làm sao? Xuất ra Excel và làm lại. Rồi, và chúng ta làm quyết toán thuế nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Cũng như là cái gì? Cũng như là làm tờ khai thuế giá trị gia tăng và những vấn đề về thuế khác, được không? Ví dụ như là đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc, nộp thuế, được chưa? Và làm những cái báo cáo khác theo yêu cầu của kế toán trưởng. Ok, được chưa bạn? Và làm những cái báo cáo khác theo yêu cầu của kế toán trưởng, bởi vì kế toán trưởng là người đi họp trực tiếp với lại ban giám đốc, thì ban giám đốc yêu cầu những cái báo cáo này báo cáo kia thì kế toán trưởng về nói lại với lại kế toán tổng hợp sẽ làm. Rồi, hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn có một cách nhìn tổng quát là để làm được kế toán tổng hợp chúng ta phải làm những cái vấn đề gì. Các bạn thấy video này hay hữu ích thì hãy cho tôi lượt like, comment, share về tường Facebook cá nhân cho nhiều bạn cùng xem. Các bạn muốn theo dõi kênh của tôi thì vào kênh YouTube nè. Các bạn gõ từ khóa là tự học kế toán. Các bạn bấm vào đây. Ở dưới là Tấn Hải Bùi nè, các bạn bấm vào. Và các bạn xem mỗi cái video của tôi á, dưới mỗi video này nè các bạn. Đúng không? Nó có từ đăng ký kênh này, các bạn bấm vào nút đăng ký và bấm vào cái chuông để mỗi lần tôi ra video thì nó sẽ thông báo trên đây nè, các bạn sẽ là người đầu tiên sẽ nhận được cái video này. Rồi, các bạn xem video thấy hay hữu ích thì hãy ủng hộ tôi bằng cách bấm nút cảm ơn nè, mua những cái ảnh động ở đây. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt.